Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Latch Radio nha Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 64 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả phong ngữ Nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, dòng đọc của Latch Radio Thì mọi người khi xem thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Latch bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, mô, paypal hoặc địa chỉ ngân hàng Latch có dán tất cả dưới mô tả video nha rồi, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Rắc một tiếng, khe hở hư không đột nhiên rung lên kịch liệt, kéo dài ra hai bên, tạo ra cái vết nứt không ngừng lớn lên. Theo vết nứt không ngừng mở rộng, càng nhiều tinh quang từ bên trong phun ra, như mặt biển cuồn cuộn sóng mãnh liệt, sau đó chớp liên tục vài cái rồi biến thành một quang bích ống ánh lớn năm sáu trượng, chắn ngang trước mặt của hàng lập. Ông Chân ngôn bảo luân giờ phút này cũng theo đó Hào quang đại phóng Đồng thời nhanh chóng xoay tròn Thời gian đạo văn phía trên cũng rung lên kịch liệt Dẫn tới hư không phụ cận một hồi vặn vẹo Hàng lập nhìn dị biến phát sinh trước mắt này Sau một lát công phu sắc mặt liền biến đổi Nhưng lập tức cắn răng quyết định Trước yên lặng theo dõi kỳ biến Ánh mắt của hắn lúc này nhìn vào cái ánh sáng trên bức tường chỉ thấy mặt ngoài quan bích vô số hào quang ống ánh lưu chuyển liên tục trong đó mơ hồ của cảnh vật đang bay nhanh chớp động liên tục ngay từ đầu những cảnh vật này chớp động cực nhanh lúc lớn lúc nhỏ màu sắc khác nhau căn bản không nhìn rõ nhưng mấy hơi thở công phu về sau tốc độ chớp động của những cảnh vật này dần dần chậm lại tạo thành mấy cái hình dáng rõ ràng hơn trước hàng lập trong lòng khẽ động giờ phút này hắn có thể từ chút ít hình dáng mơ hồ này nhận biết được tự hồ là vài bóng người. Vào lúc này, phốc một tiếng trầm đục vang lên, một vòng thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân mãnh liệt nhảy dựng lên, nhanh chóng ảm đạm biến thành màu sắc u ám. Xảy ra chuyện, chuyện gì, gì vậy? Hàng Lập bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân ngôn bảo luân rồi ngẩn ra. Bảo luân giờ phút này tuy rằng thoát ly sự khống chế của hắn, nhưng vẫn còn bảo trì liên hệ tâm thần. Ngay vừa rồi, đoàn thời gian đạo văn u ám kia bỗng nhiên gián đoạn liên hệ với hắn, Loại cảm giác này tựa như có một cổ lực lượng thần bí cực kỳ quỷ dị kéo một vật gì đó từ trong cơ thể ra ngoài, khiến cho trong lòng cảm thấy mất mát. Tình trạng này trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp thu hồi chân ngôn bảo luân, mà bản thân cố gắng bình tĩnh, tiếp tục chăm chú quan sát cái quan bích. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy trong quan bích này có chút mê hoặc. Theo đoạn thời gian đạo văn khi ảm đạm, cảnh vật trên tinh bích lần nữa trở nên chậm chạp và rõ ràng hơn vài phần tựa hồ là tại một cái đỉnh núi cao ngất, phía trên có mấy thân ảnh mơ hồ không rõ. Có lớn, có nhỏ, trên bầu trời thỉnh thoảng hiện lên một ít đồ vật đủ mọi màu sắc. Ngay lúc Hàng Lập thúc giục Minh Thanh Linh Nhãn để xem rõ ràng hơn một chút, thì phốc một tiếng, vàng nhỏ cắt đứt suy nghĩ của hắn. Trên chân ngôn bảo luân lại có một đoàn thời gian đạo văn ảm đạm xuống. Hàng Lập dương mắt lên nhìn, sắc mặt trầm xuống, trong mắt nổi lên một tia nghi hoặc như nghĩ tới cái gì đó ngay sau đó lại phóc một tiếng thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân lại mờ thêm một đoàn hàng lập ánh mắt chớp lên thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân ảm đạm theo quy luật nào đó không sai biệt lắm cứ mỗi một hơi sẽ ảm đạm xuống một đoàn trong lòng của hắn khẽ động tựa hồ đã minh bạch điều gì đó vội vàng xoay chuyển ánh mắt tiếp tục nhìn về quan bích quả nhiên theo hai luồng thời gian đạo văn ảm đạm cảnh tượng trên quan bích lần nữa trở nên rõ ràng hơn một chút như thế lại qua năm sáu hơi thở Hàng Lập hai mắt sáng người, giờ phút này đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là một ngọn núi màu xanh cực lớn, cây xanh lâm râm, quái thạch như rừng. Chung quanh ngọn núi mênh mông tràn ngập, vân hải, cuồn cuộn chìm nổi không ngừng. Ở chính giữa một vùng đất đầy đá lởm chởm, có một bể đá hình tròn rộng chừng ngàn trượng, có khoảng trăm trượng hiện lên màu xanh, kết nối với ngọn núi phía dưới, xem ra do thiên nhiên hình thành. Mặt ngoài cái đầy đá xanh mơ hồ có vài đạo khe hở, phía trên khe phía trên che kính rêu xanh, bên ngoài có dây leo quấn quanh giống như tồn tại đã lâu rồi. Giờ phút này đang có năm sáu thân ảnh ở bốn phía bệ đá, bộ dạng thoạt nhìn quái dị vô cùng. Một người trong đó thân hình rất cao như một cây trúc, trên người mặc một kiện áo bào màu vàng, thoạt nhìn rộng rãi vô cùng, cực kỳ không cân đối. Tóc vàng ở trên đầu y nhìn như rơm rạ để khô, trên mặt cũng khô vàng, khe rảnh mắt mô, cực không bằng phẳng, nhìn giống như là cái da của gốc cây già vậy làn da trên hai tay cũng như vậy, toàn bộ cơ thể thoạt nhìn giống như người của một tộc ở linh giới. Bên cạnh thụ nhân áo vàng là một thân ảnh thấp bé, thân dài không đầy năm thước lại cầm nhâm. So sánh với thụ nhân bên cạnh giống như một đứa bé, nhưng cái đầu lại lớn như cái thùng nước, nhìn qua thấy không cân bằng, làm cho người ta có cảm giác tùy thời cái đầu có thể ngã xuống đất. Người thứ ba thì tay chân rất dài, bàn tay và bàn chân dị thường rộng thùng thình, giống như cái quạt bồ hương Nửa người trên trần trụi lộ ra làn da lửa đỏ, giống như bị thiêu chính. Phía trên còn khắc rõ từng cái vòng hoa văn cổ quái vô cùng. Đỉnh đầu là một chùm tóc đỏ như hỏa diễm, thỉnh thoảng có chút mầm lửa từ bên trong thoát ra. Người thứ tư là một tiểu oa nhi năm sáu tuổi, thân thể tròn vo, đầu cũng tròn, như một cái cậu lớn mang một tiểu cậu ở phía trên. Trên bụng nó mang một cái yếm, giống như một hài đồng trang điểm, bức quá cánh tay lại dài gấp đôi người bình thường rủ xuống tới chỗ đầu gói, hơn nữa nhiều hơn một đoạn khớp xương thoạt nhìn quái dị vô cùng. Người cuối cùng thì lớn vô cùng, so với những người khác thì lớn gấp mấy lần. Trên thân khoác một ít đồ vật da lông yêu thú nào đó, làn da xanh đen, thân ảnh cực lớn giống vững chãi như thiết tháp vậy. Nói tóm lại, năm người này hình thù kỳ quái thoạt nhìn không giống như nhân tộc, nhưng nhìn lại ngũ quan lại có vài phần bộ dạng của nhân tộc. Năm người tạo thành một cái vòng cách nhau khoảng mấy trăm trượng, hoặc ngồi hoặc đứng hoặc quỳ sát đất ánh mắt đều nhìn về phía chính giữa bệ đá chỗ chính giữa có một tăng nhân áo hồng tay to mặt lớn đang khoanh chân ngồi tăng nhân ở trên gương mặt một đoàn thịt mỡ đè nặng ánh mắt bị thịt ép hiếp lại thành một cái đường nhỏ vành tay thật dài kéo xuống tới vai dưới đầu là một thân thể cực kỳ mập mạp thế cho nên vốn áo cà sa màu đỏ đã thập phần rộng thùng thình căn bản không cách nào che lại toàn bộ cơ thể hai bên lộ ra một cái bụng lớn to mộng vô cùng, phần dưới thậm chí chạm tới mặt đất, thân thể thoạt nhìn giống như một tòa núi thịt vậy. À chú thích nha, nhìn tả cái ông mập mập này giống như ông Phật Di Lạc vậy đó ha. Rồi tiếp tục nha. Hàng Lập mới nhìn thấy thì trong đầu không khỏi hiện lên một ý nghĩ quái dị. Người này có thể đi lại bình thường được không vậy? Không, đứng lên còn khó nữa, huống chi là đi chứ, Bất quá cái ý nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi, hắn tiếp tục chăm chú dò xét, liền phát hiện vài chỗ đặc biệt. Áo cà sa đỏ trên thân người này có thể không phải là phàm vật, phía trên khảm nạm rất nhiều bảo thạch nhiều màu sắc, lấp lóe sáng. Ngoài ra trong tay còn nắm một chuôi tràng hạt ngọc bích chậm rãi vây động. Mỗi một hạt châu đều sáng ống ánh long lanh, phát ra trận trận ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, làm cho người hoa mắt thần mê. Trong đó mơ hồ có phù văn nhảy lên, tăng nhân tay to này tuy rằng mập mạp dị thường nhưng toàn thân mơ hồ tản mát ra một tầng oánh quang làm cho người ta cảm giác một loại bảo tướng trang nghiêm ngồi ở chỗ kia nhưng mơ hồ chính là trung tâm hết thảy tăng nhân bờ môi khép mở tựa hồ đang nói cái gì đó nhưng miệng mới vừa mở ra thôi liền có một chuỗi phù văn ngũ sắc giữa răng môi bay ra hóa thành một đạo lưu quang ngũ sắc bay lên không trung nhào nhào tán loạn ra dẫn tới thiên địa mơ hồ cảm ứng vô số quan điểm ngay chỗ lưu quan tiêu tán hiển hiện ra lập tức hóa thành vô tận cuồng phong gào thét cuốn quyển hình thành mấy cái đạo vòi rồng vừa thô vừa to những vòi rồng này vừa mới hình thành liền chợt tiêu tán biến thành một trận mưa lửa từ trên trời giáng xuống che khuất bầu trời hỏa vũ chưa kịp rơi xuống liền lần nữa tiêu tán biến thành một trận phong bạo lạnh lẽo đóng băng vạn dặm những dị tượng này thoạt nhìn rất là sống động, nhưng chỉ trong nháy mắt tức thì dẫn tới hư không phụ cận chấn động. Vân Hải bị quấy lông trời lỡ đất, vân khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Hàng lập thấy cảnh này trong lòng không khỏi chấn động, tấm tắc kêu kỳ lạ. Bất kể tình hình giữa không trung như thế nào, bể đá cùng với hoàn cảnh ở chung quanh không hề bị ảnh hưởng chút nào cả. Thậm chí những cây lá cũng không rung động một cái nào. Cùng lúc đó, sau đầu của tăng nhân tay to kim quang lập lè, vô số kim liên cuồn cuộn bất định ngưng tụ thành một đoàn khánh mây màu vàng cực lớn thoạt nhìn huyền diệu vô cùng theo đầu của tăng nhân đông đưa mà lắc lư theo chú thích cái nữa nha lát cũng không biết chữ khánh mây là cái gì hết mây là biết đám mây rồi đó mà cái từ khánh không biết dịch ra là gì hết à, mọi người ai biết là gì dịch ở dưới phần công anh hộ lát nha rồi tiếp tục cái khánh mây này nhẹ nhàng lắc lư chung quanh hư không nổi lên đạo đạo rung động mắt thường có thể thấy được những cái tên hình thù kỳ quái bên cạnh tựa hồ không nhìn thấy dị tượng trên không trung, từ đầu đến cuối không rời mắt nhìn xem tăng nhân tay to, nghe say sưa si mê, tựa hồ quên mất thời gian thiên địa. Trên vách đá ống ánh, tăng nhân tay to nói một hồi rồi dừng lại một chút. Giữa không trung lưu quang ngũ sắc chậm rãi tiêu tán, làm cho toàn bộ dị tượng biến mất. Hư không trung động cùng vân hải cũng theo đó dần dần tiêu tán. Thụ nhân áo vàng bỗng nhiên đứng lên, thi lễ với tăng nhân phía xa một cái, tăng nhân cùng mấy người khác đều nhìn sang thụ nhân áo vàng hai tay trước người khoa tay múa chân trong miệng kể rõ xem sắc mặt thì phản phức như đang hỏi vấn đề nghi hoặc gì đó mấy người khác nghe câu hỏi sắc mặt đều căng thẳng tựa hồ vấn đề mà thụ nhân áo vàng đưa ra đối với bọn hắn mà nói cũng đồng dạng hoang mang ánh mắt nhào nhào ngược lại nhìn về phía tăng nhân tay to mặt lộ ra vẻ chờ đợi tăng nhân tay to vừa nghe xong ngửa đầu cười to một tiếng dẫn tới toàn bộ thịt mỡ trên cơ thể một hồi loạn chuyến, loạn chiến. Cùng lúc đó, hư không phụ cận ngọn núi cũng tựa hồ theo tiếng cười to này mà đều ù ù lắc lư. Vân hải xung quanh sóng cả cuồn cuộn, thân núi cũng rung rẩy không thôi, nghiễm nhiên một tình cảnh rung động của đất trời. Hàng lập ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ là tiếng cười đã khiến cho thiên địa kịch biến như thế rồi. Tăng nhân tay to này đến tục cùng là có lai lịch gì? Sau tiếng cười to, Tăng nhân tay to mở miệng nói lần nữa, nâng lên cái bàn tay to mộng vô cùng, qua tay mối chân giải thích nghi hoặc của thụ nhân áo vàng. Nói vài câu, thụ nhân áo vàng mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức thần sắc cung kính vô cùng, không người bái tạ, lúc này mới ngồi xuống. Mấy người khác cũng nhau nhau lộ ra thần tình đã hiểu, thi lễ với tăng nhân một cái, sau đó theo thứ tự ngồi xuống. Tăng nhân tay to thả tay xuống, tiếp tục diễn giải năm người chung quanh dũng tâm lắng nghe, mặt lộ ra vẻ si mê. Hàng lập chứng kiến hình ảnh kỳ lạ của đám người si mê lắng nghe này. Trong lòng cũng nổi lên ham muốn mãnh liệt muốn lắng nghe cuối cùng cái vị tăng nhân này đang nói cái gì. Chỉ tiếc là hôm nay, trên cái tin bích mặc dù hiện ra hết thảy, so với ban đầu rõ ràng hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng không có tí xíu thanh âm nào truyền ra cả. Trong lòng của hắn cười khổ, lại không thể làm được cái gì, chỉ có thể dương mắt nhìn. Thời gian trôi qua, từng đoàn thời gian đạo văn ở trên bảo luân dần ảm đạm quang mang chớp động ở trên quan bích ống ánh dần giảm đi cảnh vật hiện ra cũng dần ổn định lại điều làm cho hàng lập vui vẻ chính là theo tin bích ổn định lại phía trên cũng mơ hồ truyền ra một ít thanh âm đức quảng căn bản không nghe rõ ràng trong thời gian này tăng nhân tay to lại tiếp tục giảng giải trong miệng đồng dạng bay ra một ít phụ văn ngũ sắc hóa thành lưu quang ngũ sắc xoay nhanh bay lên không khi thì hóa thành các loại hoa cỏ cây cối hình thù kỳ quái, khi thì hóa thành một ít mảnh thú, dị hình, hàng lập chưa bao giờ thấy qua, tóm lại dị tượng liên tục đủ các loại. Những cái việc này dẫn tới năm quái nhân đứng quanh bệ đá, thỉnh thoảng đứng dậy hỏi các vấn đề nan giải. Cuối cùng được tăng nhân giải thích mấy lời, liền bưng tỉnh đại ngộ mà ngồi xuống. Đối với việc này, tuy nội tâm của hàng lập ngứa ngáy khó chịu, nhưng cũng đành phải trấn định lại, nguyên bản lúc đầu hắn lo lắng khi thấy đạo văn ở trên chân luôn ảm đạm ngược lại hiện tại sự lo lắng giảm xuống vài phần thậm chí còn muốn những cái đạo văn kia ảm đạm nhanh một chút nữa qua mấy hơi thở sau cảnh vật trên tinh bích cuối cùng triệt để ổn định lại không còn lập lòe nữa tinh bích truyền ra thanh âm lớn hơn vài phần tuy rằng còn có chút mơ hồ không rõ nhưng có thể nhận ra một ít từ ngữ rồi thân ảnh khẽ nhoáng lên hàng lập có chút gấp gáp không dằn lòng được liền phi thân đến cách tinh bích chưa đầy một xích hai tay bấm pháp quyết, rồi tiên linh lực ở trong cơ thể điên cuồng rót vào hai cái lỗ tay, thúc giục một cái môn thần thông lắng nghe mà trước kia ngẫu nhiên học qua, chăm chú lắng nghe. Có thần thông gia trì, thanh âm truyền ra từ tinh bích trở nên rõ ràng hơn. Thanh âm hùng hậu, ôn hòa, linh hoạt, kỳ ảo vô cùng, làm cho người ta cảm giác mênh mông, trang nghiêm, ngôn ngữ sử dụng là một loại dị thường lạ lắm. Hàng lập lắng nghe một lát, con mắt đột nhiên nổi lên từng trận dị sắc, Ngôn ngữ này tuy rằng hắn không hiểu, nhưng cái thanh âm này lọt vào tai làm cho hắn cảm giác vô cùng huyền diệu, tâm thần rung động, làm cho hắn cảm giác dường như lĩnh ngộ được cái gì đó. Chẳng qua đến tục cùng là cái gì hắn cũng không thể nào biết được. Dù vậy, trên mặt hắn vẫn hiện ra thần sắc đại hỷ. Như nghe thấy diệu âm đại đạo, yên lặng độc thuộc lòng nó. Kết quả sau khi nghe xong một câu, trên thân của hàng lập kim quang, thanh quang, ngân quang, tất cả các sắc quan mang thay nhau hiện lên, các loại thần thông trong cơ thể bị hắn kích phát tự động vận chuyển lên. Một màn này khiến cho tinh thần của Hàng Lập chấn động, càng nghe thêm chăm chú. Chỉ nghe bảy câu, hắn mặc dù có cảm giác như là lọt vào sương mù không hiểu, nhưng mặt lộ ra vẻ si mê giống như những quái nhân ở trên tinh bích kia vậy. Lúc này trên thân Hàng Lập, tất cả sắc quan mang càng ngày càng sáng, từng đạo ngân sắc điện hồ hiển hiện ra. Một hư ảnh lôi bằng ở trong đó cũng hiện ra. Ánh sáng màu xanh hiện lên, ông ông xoay tròn, một hư ảnh cự cặp màu xanh xuất hiện kim quang thiểm nhấp nháy một đầu kim sắc cự viên hai tay đấm ngực ngửa mặt lên trời gào thét từng hư ảnh chân linh tiếp nối hiện ra trong nháy mắt toàn bộ hư ảnh chân linh mà hàng lập tu luyện đều hiển hiện xoay quanh thân thể của hắn mặt khác công pháp cũng giống như vậy trong cơ thể hắn tiên linh lực vận chuyển càng lúc càng nhanh hơn nữa dần dần to lớn thế không thể đỡ ngay lúc tăng nhân tay to nói đến câu thứ tám một sự tình cổ quái xảy ra mà Hàng Lập nằm mơ cũng không cách nào tưởng tượng được. Hắn cảm thấy thân hình rung lên, tiếp theo toàn thân xương cốt tứ chi truyền đến cảm giác tê dại, mà cái bộ vị đang điền bỗng nhiên trở nên nóng dị thường. Loại cảm giác này làm cho hắn cảm giác ấm áp thoải mái nói không ra lời. Nhưng sau một khắc, PANH! Một tiếng từ trong cơ thể truyền ra. Hàng Lập hơi ngỡn ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng không kịp phản ứng gì cả. PANH! 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 Pan liên tục bảy âm thanh bạo liệt từ trong cơ thể truyền ra. Sau một khắc, tám quan điểm ở trên người hắn hiện ra, cùng hòa lẫn với 12 quan điểm nguyên bản. Hắn rõ ràng mới một hơi thôi mà mở ra tám cái tiên khiếu. Tiếp theo, hắn cảm thấy tiên linh lực ở giữa thiên địa giống như nghìn dòng chảy về biển lớn, chảy về trung tâm tạo thành một cái dòng suối linh khí cực đại. Trong đan điền tiên linh lực cũng theo đó nhanh chóng tăng lên. Hàng lập bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn thấy tình huống ở trên người lập tức đại hỉ, liếc nhìn chân ngôn bảo luân ở trên không trung. Chẳng qua là phía trên bảo luân, 108 đoàn thời gian đạo văn lúc này đây đã có hơn phần nửa biến mất rồi. Hắn thở nhẹ một hơi, nếu như đã đến tình cảnh như vậy rồi, còn một chút thời gian nữa hắn tự nhiên không cam lòng buông tha. Lúc này tiếp tục ngưng thần lắng nghe tiếp tục câu thứ 9. Dù sao mới nghe xong 8 câu liền có thể đã thông 8 cái tiền khiếu, loại tốc độ tu luyện này làm cho hắn có cảm giác như nằm mơ. Không biết nếu như nghe được câu thứ 9, thậm chí là câu thứ 10, có sự tình đặc biệt gì phát sinh hay không? Mới nghĩ đến đây thôi, nội tâm của Hàng lập lửa nóng thêm vài phần. Kết quả lại không có may mắn như lúc trước. Câu thứ 9 vừa mới nghe được một nửa thì Hàng lập đã cảm thấy trong cơ thể tiền khiếu bắt đầu trục trịch. Nhưng tăng nhân tay to mập mạp chợt ngừng lại không nói nữa. Trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về hướng của Hàng lập. Năm người chung quanh cũng nhao nhao nhìn về hướng của Hàng lập thủ nhân áo vàng bỗng nhiên đứng lên sắc mặt giận dữ trong miệng rống giận mặc dù sử dụng cái loại ngôn ngữ như tăng nhân vừa rồi bất quá không cho hàng lập chút cảm giác huyền diệu bốn người còn lại nhìn nhau tuy thần thái khác nhau không có mở miệng nhưng thoạt nhìn đều thấy đang mất hứng không, không tốt, tốt bị phát hiện, hiện rồi hàng lập trong lòng căng thẳng không chờ cho hắn kịp phản ứng bờ môi tăng nhân tay to bỗng nhiên mắp máy cũng không biết là nói cái gì Pan tinh bích lập tức bạo liệt chia năm xẻ bảy trong khoảnh khắc biến thành vô số tinh quang tứ tán nhanh chóng phiêu tán biến mất nguyên bản vết nước không gian vỡ ra cũng theo đó ông một tiếng lập tức bắt đầu khép kín lại chân ngôn bảo luân đang lơ lửng giữa không trung kim quang chợt hiện thời gian đạo văn còn lại phát ra liên tiếp thanh âm vỡ vụng một hơi tất cả đều ảm đạm sau đó lóe lên biến mất xoẹt một tiếng hàng lập thân thể chấn động miệng phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trở nên tái nhợt trong cơ thể tiên linh lực loạn thành một bầy kinh mạch các nơi điên cuồng tán loạn gần như muốn tẩu hỏa nhập ma hắn hoảng hốt phất tay lấy ra một bình thuốc màu trắng bên trong chứa các hạt đăng dược màu trắng tất cả đều rót vào miệng nuốt liên tục sau đó hắn lập tức nhắm mắt luyện hóa dược lực từng tiếng trầm đục từ trong cơ thể hắn không ngừng truyền ra trên người tất cả sắc quan mang chợt hiện va chạm xung đột lẫn nhau một hồi ánh sáng màu xanh chế trụ quan mang khác một hồi thì lại là kim Quang áp chế ánh sáng màu xanh sau đó lực lượng ngân sắc lôi quang xuất hiện, đột nhiên sáng rõ. Sắc mặt của Hàng Lập từng đợt xanh trắng luôn chuyển, nhìn cực kỳ đáng sợ. Bước quá theo thời gian dần trôi qua, trên người của hắn tất cả các sắc quang mang dần ảm đạm, sắc mặt cũng dần khôi phục bình thường. Hơn nửa ngày sau, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt tuy rằng vẫn tái nhợt, nhưng khí thức thì đã ổn định lại. Hắn cảm thấy may mắn, thật may mắn lúc trước hắn phản ứng nhanh, kịp thời ăn vào đan dược rồi củng cố kinh mạch. Nếu không thì lúc nãy chỉ sợ là đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Hàng lập thở nhẹ ra một hơi, cảm thụ tám cái tiên khiếu mới mở trên người, trong nội tâm lần nữa vui vẻ. Lần này tuy rằng nguy hiểm nhưng quả thực là một thiên đại cơ duyên, chỉ là xuyên qua quan bích lắng nghe tăng nhân tay to diễn giải thôi, thế nhưng mở ra được tám cái tiên khiếu. Tiền khiếu thứ chín tuy rằng không triệt để mở ra, nhưng cũng đã buông lỏng, chỉ cần tiêu phí một ít thời gian nữa, tất nhiên là có thể phá tăng. Lúc trước khổ tu 10 năm, bởi vì đại bộ phận tâm thư đặt ở việc cô động thời gian đạo văn nên không thể đã thông tiên khiếu mới. Lần này cơ hội trong nháy mắt liền mở cho tám cái. Bởi vì nguyên nhân không phải là thông qua tu luyện chân ngôn hóa luân công, có lẽ có quan hệ với 108 đoàn thời gian đạo văn ở trên chân ngôn bảo luân. Lần này đã thông tiên khiếu, cũng không có gia tăng thêm thời gian đạo văn nào. Tu vi có thể tinh tiến trên diện rộng tuy đáng mừng, Bớt quá việc làm cho hàng lập hưng phấn nhất chính là tám câu nửa lời diễn giải của tăng nhân tay to kia. Hắn lúc này cẩn thận phân tích, càng cảm thấy tám câu nửa lời nói này ở cao thâm mặt trắc vô cùng huyền diệu, tựa hồ là khẩu quyết của công pháp nào đó. Tân nhân này chỉ nói có mấy câu vậy thôi, liền khiến cho một gã tu sĩ chân tiên cảnh trực tiếp đã thông tiên khiếu. Chẳng lẽ người nọ là một gã đạo tổ sao? Hàng lập khoanh chân ngồi xuống, trong miệng thì thào lẩm bẩm, nhưng tiếp theo sắc mặt chật động nhớ ra cái gì đó. Trên người của hắn kim quang lóe lên, chân ngôn bảo luân sau lưng hiện ra. Phía trên 108 đoàn thời gian đạo văn, lúc này toàn bộ đã ảm đạm, không còn chút nào linh động huyền diệu như trước nữa. Ai, lần này cũng coi như là họa phúc tương y. Vì nghe lén chân ngôn kia thì những đậu văn ở trên chân luôn này hôm nay toàn bộ ảm đạm hết rồi. Hàng lập khẽ thở dài một hơi, lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào, nhắm hai mắt lại. Ba ngày ba đêm sau, hắn mở to mắt ra. Trong cơ thể thương thế đã khôi phục. Chỉ là Hàng Lập nhìn về phía chân ngôn Bảo Luân, phía trên 108 đoàn thời gian đạo vân vẫn một mảnh u ám, không có chút dấu hiệu khôi phục nào cả. Tại sao lại sao như vậy, vậy chứ? chứ? Trong lòng của hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, chẳng lẽ tăng nhân tay to kia thoáng nhìn cái đã làm tổn thương căn cơ thời gian đạo văn ở trên bảo luân. Hắn nghĩ đến đây, vội vàng thử thúc giục thần thông làm chậm tốc độ. Nhưng mà đạo văn ở trên bảo luân không có chút phản ứng nào. Chứ đừng nói chi là phóng thích ra lĩnh vực gần sống kim sắc, Hàng Lập vẫn chưa từ bỏ ý định, lại thử thần thông nghịch chuyển chân luân, vẫn giống như trước không cách nào thi triển, sắc mặt của hắn không khỏi khó nhìn. Chân Ngôn Hóa Luân Kinh là chủ tu công pháp của hắn bây giờ, nếu thời gian đạo văn ở trên chân ngôn bảo luân bị tổn hại, môn công pháp này xem như là phế đi rồi. Hắn lắc đầu, trấn định tâm thần lại, nhắm mắt vận chuyển chân ngôn Hóa Luân Kinh, cảm ứng thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân. Sau một lát, Hàng Lập bỗng nhiên mở to mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng tuy rằng rất yếu ớt bất quá hắn vẫn có thể cảm ứng được một chút thời gian chi lực ở trên thời gian đạo văn có liên hệ với tinh thần của mình không có triệt để gián đoạn hắn thầm thở một hơi nếu như liên hệ vẫn còn thời gian đạo văn trên bảo luân có lẽ có khả năng khôi phục được hàn lập tâm bình lặng lại tiếp tục vận chuyển chân ngôn hóa luân kinh thử khôi phục thời gian đạo văn đồng thời tĩnh tâm tìm hiểu tám câu nửa lời chân ngôn khẩu quyết đã nghe trộm được kia thời gian trôi đi nháy mắt đã qua một năm trong một thức hàng lập ngồi khoanh chân sau lưng chân ngôn bảo luân chậm rãi chuyển động tản mắt ra ánh sáng vàng rực vô số phù văn màu vàng trên đó bắt đầu nhanh chóng khởi động trên chân ngôn bảo luân một vòng đạo văn thời gian chợt nhấp nháy phù văn màu vàng xung quanh tụ lại chui vào trong đạo văn đạo văn thời gian vốn u ám lập tức sáng lên tốc độ có thể nhận thấy bằng mắt thường qua vài hơi thở liền sáng ngời linh động dường như đã khôi phục lại giống như trước kia còn riêng các đạo văn khác vẫn tối như cũ. Hàng lập mở to mắt quan sát đạo văn thời gian vừa khôi phục kia, không khỏi thở dài một hơi. Cái tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ. Những đạo văn thời gian u ám này quả nhiên có thể khôi phục, nhưng mỗi vòng cần phải tiêu tốn khoảng chừng một năm thời gian. Nói cách khác, nếu muốn khôi phục toàn bộ 108 đạo văn thời gian, tối thiểu cũng phải hơn trăm năm. Từng đó thời gian chỉ e là ảnh hưởng không nhỏ tới việc tu luyện Hàng Lập ánh mắt đắn đo, rất nhanh gạt đi. Trăm năm thời gian mà thôi, chỉ là trong chớp mắt. Trong khoảng thời gian này, nhưng lúc bản thân rảnh rỗi có thể cặn kẽ nghiên cứu tám câu rưỡi khẩu quyết của chân ngôn kia. Hơn một năm qua, hắn tuy chưa tìm hiểu ra, nhưng trong lòng lại rất tin tưởng chỉ cần có thời gian, sẽ lĩnh ngộ được chút gì đó. Hiện tại lúc này, nguyên liệu luyện đan cũng là vấn đề cần giải quyết. Hàng Lập nghĩ như vậy, liền phước tay lấy ra cái hộp ngọc lần trước lấy được từ chỗ bình dư tử, bên trong có sáu bảy đan phương trong đó có hai đan phương thích hợp cho chân tiên trung kỳ phục dụng một cái đúng là thừa uyển đan mà bình diêu tử dùng cho bản thân còn cái khác tên là ngọc hành đan hắn nhìn yêu cầu tài liệu cho hai đan phương trên đều là những thứ vô cùng trân quý khó tìm còn có yêu cầu rất cao về cái số năm sinh trưởng của linh dược nữa lúc trước làm nhiệm vụ vô thường minh hắn tích góp từng chút tiên nguyên thạch và linh thạch nhưng hơn phần nữa đã dùng vào việc luyện đan rồi Hiện tại tuy rằng vẫn còn có một ít, nhưng nếu hắn muốn thu mua toàn bộ tài liệu cho hai đan vương này thì còn lâu mới đủ. Mà, Mà thôi, thôi, việc gấp bây giờ, giờ là phải, phải thi pháp khôi phục, phục toàn bộ đạo văn cái đã. Lục dịch sẽ tạm thời không cô động tinh thạc nữa. Trước, trước tiên dùng, dùng để thúc giục linh, linh thảo đi. Hàng lập thầm nghĩ ở trong lòng. Lại nói tiếp, trưởng thiên bình lúc trước cùng chân ngôn Bảo Luân sinh ra đồng cảm, phát sinh dị biến, khiến cho Bảo Luân có chút ảnh hưởng. Bất quá cái bình nhỏ cũng như lúc trước không có gì khác thường cả. Tài liệu trong hai đăng phương kia không ngờ đều là những thứ quý hiếm nên phải cậy nhờ cái bình nhỏ rồi. Hàng Lập đứng lên đi ra mật thất, lấy ra một cái trận bàn, đưa tin rồi phức tay đánh ra một đạo pháp quyết. Một lát sau, Mộng Vân Quy cùng Tôn Bất Chính đi tới đại sảnh động phủ. Hướng phía Hàng Lập ngồi chính diện bên cạnh cái bàn đá chấp tay thi lễ một cái. Ra mắt mất lại trưởng lão. lão. Sắp tới đây ta sẽ bế quan tu luyện một thời gian. Trong lúc này hai người các ngươi đi ra ngoài một chuyến đi. Thầy ta thu thập một ít tài liệu đây là danh sách nè. Hàng lập phân chia từng cái ngọc giảng cho hai người, bên trong là một số tài liệu phụ ghi trong đan phương, cùng với một ít tài liệu chính và các loại hạt giống. Hai người tiếp nhận ngọc giảng, thả thần thức chui vào trong đó quét qua, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại bộ phận tài liệu này đều vô cùng trân quý, muốn thu thập được hết tất nhiên không phải dễ dàng. Ta biết những thứ bên trong rõ ràng không dễ thu thập, bất quá việc này cũng không cần nóng vội đâu, vậy nên hai người các ngươi cứ chậm rãi tìm kiếm đi, trong vòng trăm năm tìm kiếm đầy đủ số lượng là được rồi trong lúc nếu có tiến triển có thể lập tức mang về Hàng lập nói xong lấy hai cái túi trữ vật bên trong là linh thạch dạ, hai người nghe như vậy sắc mặt liền buông lỏng tiếp nhận cái túi trữ vật gật đầu đáp ứng chờ sau khi hai người cáo từ rời đi hàng lập cũng đứng dậy đi về hướng mật thất thời gian cứ thế mà qua nhanh trong nháy mắt hơn trăm năm đã qua đi Trung Kim Sơn Mạch lặp lại triền miên qua đi theo năm tháng. Tuy rằng đã xảy ra một số việc, thêm người này bớt người kia, nhưng đối với toàn bộ chút Long đạo mà nói, mọi việc cũng bình thường. Dù sao trong tông môn vẫn còn 13 vị đạo chủ kim tiên tỏa trấn. Hết thảy đều không coi vào đâu. Nếu có điều gì xảy ra, tự nhiên sẽ có người đứng ra giải quyết. Nguyên bản là ngay tại chỗ vắng vẻ như là Xích Hà Phong Lê càng tỏ ra yên lặng, cộng thêm cái vị nội môn trưởng lão hàng lập này vốn rất ít khi xuất hiện, ngoại trừ trải rác mấy người bên ngoài cũng tự nhiên không có ai để ý cả, càng không nói có kẻ nào đến hỏi thăm. Đương nhiên, mặc dù có người tới quét dọn cũng sẽ biết xích hạ phong từ lâu đã phong bế. Một chân tiên phong sơn bế quan trăm năm cũng chẳng có gì là lạ, còn đối với việc một trưởng lão chân tiên bế quan sinh tử mà nói, mỗi lần bế quan nghìn năm, thậm chí vạn năm cũng là bình thường. Trong thời gian này, Hàng Lập hầu như chưa bao giờ rời khỏi động phủ, một mực dốc lòng tìm hiểu tám câu rưỡi khẩu quyết nghe được từ tăng nhân tay to kia ngày này qua ngày khác năm này qua năm khác thời điểm bị gián đoạn trong khoảng thời gian này phần lớn là vì tôn bất chính hoặc mộng vân quy ngẫu nhiên trở về mang về một chút hạt giống tài liệu chính và phụ cho đan phương hắn xem qua rồi phân phó cho cựu viên khôi lỗi điều chỉnh ở trong mật thất không khí ngưng trệ từng điểm hơi bụi lơ lửng ở trên không như thể đang bất động hàng lập mặc áo bộ xanh khoanh chân ngồi sau lưng chân ngôn bảo luân ung dung xoay tròn phía trên có một trăm lẻ tám đạo văn thời gian toàn bộ sáng lên từ trong truyền ra từng trận pháp tắc chấn động rõ ràng sau một lát chỉ thấy trên tay pháp quyết thu hồi tâm thần khẽ động bảo luân sau lưng liền lóe lên hào quang bay vào trong cơ thể của hắn giống như đột nhiên được giải trừ cấm chế trong mật thức không khí một lần nữa nổi lên lưu động như bình thường bụi ở trong ánh sáng cũng bay lắc lư phiêu du một cách tự do <laughs> Cuối cùng tất cả đều khôi phục rồi Hàng lập thở ra một hơi đứng dậy Hướng bên ngoài mật thất đi ra Xích hạ phong Khí trên trời sáng trong Tâm trạng của hắn giống như trời xanh không mây Mặt trời một vòng nhô lên cao Bao trùm trên ngọn núi tuyết trắng Cũng mang đến một chút ấm áp Hàng lập từ động vũ đi ra Ngay tại đó thân hình động quang bay vút lên cao Như muốn trực tiếp hướng tới chỗ sơn cốc ngày xưa hắn thường đi tới thử một chút thần thông mới lĩnh ngộ ra từ tám câu rưỡi khẩu quyết rồi lại trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy mộng thiện thiện cùng một nhóm năm sáu người đang lúc tụ tập ở chân núi trên ruộng linh dược vì vậy thân hình của hắn thu lại hướng phía bên dưới đó bay thấp xuống ừ, vừa thấy hàng lập bay đến mọi người liền vội vàng tiến lên hành lễ miệng cung kính kêu lên hàng lập khoác tay áo ý bảo mọi người không cần đa lễ nhưng ánh mắt lại hướng trên thân thủ sơn thú ở phía trước nhìn tới Đối với con thú này, từ sau khi hắn nhận về nuôi dưỡng chưa từng chú ý qua, chỉ giao cho đám tôi tới chăm sóc, cũng không nghĩ tới nó đã đạt đến tu vi hợp thể trung kỳ rồi. Bất quá, cái hắn chú ý cũng không phải là sư ưng thú hai đầu này, mà là con quái điểu màu xanh đang cưỡi trên cổ nó. Quái điểu này đầu thì to lớn, cái cổ thì lại quá nhỏ, thân cao gần hai trượng, khắp toàn thân từng đám lông vũ dài như những mũi tên. Trước bộ ngực còn buông thõng một cái túi nhỏ lớn chừng năm thước. Cứ như vậy mà ngông nghênh cưỡi trên đầu một con cự thú khổng lồ, to không biết gấp bao nhiêu lần nó. Hết nhìn đông nhìn tây, bộ dạng như ngông nghênh bất chấp. Tuy nhiên đúng lúc thời điểm thân hình của hàng lập đáp xuống, con chim liền như kinh hãi, hai cái cánh đập liên hồi, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Sau đó nó nhìn về hướng của mộng thiển thiển một cái, liền yên tĩnh trở lại. Bớt quá thân hình lại nằm rạp xuống trên thân của sư ưng thú, nấp sau hai cái cánh, dùng ánh mắt quan sát hàng lập đó là niệm vũ hả hàng lập quay đầu nhìn về phía mộng thiển thiển có chút nghi ngờ hỏi dạ phải chính là niệm vũ mộng thiển thiển nhẹ gật đầu cười rồi đáp ồ không nghĩ tới trăm năm không gặp liền đã gần đạt tới nguyên anh kỳ rồi sao hàng lập hỏi dạ đúng vậy đó lệ trưởng lão là người không biết đâu nó hiện tại ăn nhiều dữ lắm luôn đó chỉ sợ có chút liên quan tới việc đó ngoại trừ cho nó ăn linh thảo và linh dược phong thuộc tính ở trong giường ra thì ta cũng không có cho nó ăn bất kỳ linh thảo hay đan dược nào khác cả. Nhưng nó lại thỉnh thoảng dụng trộm trốn ra ngoài xích hà phong, Còn cái gì khác á, thì ta cũng không biết nữa. Mộng thiển thiển quay đầu lại, hướng về phía quái điểu màu xanh thoáng nhìn qua, trong miệng nói như thế. Hàng lập chỉ vào sư ưng thú hai đầu đang vui vẻ nằm rạp ở trên mặt đất, cùng với niệm vũ đang cưỡi trên nó rồi hỏi. Vậy chuyện gì xảy ra với chúng nó vậy? Hai năm trước, một lần niệm vũ dụng trộm chuồng ra xích hà phong, thì lúc trở về liền bị một con yêu thú hóa thân kỳ đuổi giết. Lúc đó nhờ có thủ sân thú liền ra tay, đớp con yêu thú kia thì mới cứu được nó, sau đó chúng nó dường như đã trở thành bằng hữu. Mộng thiển thiển liền giải thích nói, Tiểu gia hỏa này xem ra cũng không phải dạng dừa, hơn phương nữa là ra ngoài săn thức ăn yêu thú rồi bị người ta truy sát trở về. À đúng rồi, ca ca của ngươi cùng với tôn bất chính hai người cũng chưa có trở về nữa hả? Hàng lập ngay như vậy cười cười, sau đó xoay chuyển lời nói hỏi. Bọn họ bảy 8 năm trước cũng đã trở về rồi Chỉ là cái lần này ra ngoài bọn họ Đều có chút dấu hiệu cảm nhận Hai người sau khi trở về không bao lâu Thì cả trước người sau đều đến cái thời điểm Đột phá Nguyên Anh hậu kỳ Hiện tại đang còn bế quan ở trong đó À đúng rồi, còn có những hạt giống này Mộng thiện thiện nói xong Đem một cái túi trữ vật gửi cho Hàng Lập Hàng Lập tiếp nhận cái túi trữ vật Thả ra thần thức quét qua Sau đó đi vào bên trong dược viên Quan sát một vòng gật đầu thỏa mãn Hai người lần này mang về hạt giống phụ cùng tài liệu ngược lại còn khá nhiều, chỉ cần bỏ chút thời gian liền có thể phối thành ít nhất cũng hơn 10 phần tài liệu luyện đan. Việc này đối với hai người bọn hắn mà nói thực sự không phải chuyện dễ dàng, bọn họ quả nhiên đã rất tận tâm tận lực làm việc rồi. Việc này bọn hắn làm rất tốt đó, tới đây ta sẽ tiếp tục bí quan, không thể đợi cho lúc bọn hắn xuất quan được rồi. Nếu không thể gặp được ta thì hai cái bình đan dược này dùng để củng cố cảnh giới nè. Đến lúc đó người thầy ta đưa cho bọn họ nha. Hàng Lập đem đan dược trao cho Mộng Thiển Thiển rồi nói ra. Nàng sau khi tiếp nhận vội vàng thi lễ với Hàng Lập rồi nói ra. Thiển Thiển thay mặt ca ca cùng tôn đại ca tạ ơn lệ trưởng lão. Hàng Lập tùy ý khoác tay áo rồi sau đó hai tay phát ra màu xanh sáng ngời hướng về phía bên trong dược viên dò xét. Mặt đất sau một hồi lắc lư rất nhỏ hơn một trăm gốc các loại linh dược tại nơi ánh sáng màu xanh phủ xuống đột ngột từ mặt đất nổi lên. Bên trên phiến lá còn dính đầy giọt sương, Bùng đất còn bám đầy trên bộ rễ, tất cả đều lăn không bay lên, theo hàng lập bay về phía hướng động phủ. Những linh dược này số năm sinh trưởng còn chưa đủ, còn cần phải dùng lục dịch thúc dục, vì vậy hắn muốn đem tất cả nhổ hết quay về trồng ở trong dược viên ở động phủ. Nửa canh giờ sau, trong lãnh địa xích hạ phong, trên mảnh thảo nguyên rộng lớn hoang vắng đầy đá sỏi có một đạo đồn quang màu xanh lao đến thân ảnh hiện ra bên trong không ai khác chính là hàng lập nói đến cũng có chút buồn cười vốn nơi này là một sơn cốc có phong cảnh hữu tình, tú lệ, nhưng chỉ hơn trăm năm trước hắn chọn đây là chỗ tu luyện thần thông nghịch chuyển chân luân, không cẩn thận đâm sụp hai ngọn núi cao ở bên cạnh, làm vui lấp cả sơn cốc, nên mới có cái cảnh hoang tàn như ngày hôm nay. Hàng lập đứng lơ lửng giữa không trung, sắc mặt nghiêm túc, trên thân mơ hồ xuất hiện một cổ ba động kỳ lạ. Đúng lúc này đôi mắt của hắn bỗng nhiên phóng ra hào quang sáng rực, lực lượng thần thức cường đại tỏa ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi trăm dặm xung quanh không thấy hắn kết ứng hay làm cái gì khác cả. Trong hai con ngươi đột nhiên có một vòng phù văn nhỏ li ti nổi lên. Câu chữ khác ở trên đó chính là khẩu quyết mà hắn ngày đó nghe được từ vị tăng nhân tay to. Cũng chưa đầy đủ, chỉ là ba câu rưỡi mà thôi. Ba câu rưỡi viết lại bằng phù văn kỳ lạ, nhưng cũng không được sắp xếp đúng theo lời ngâm tụng của tăng nhân mà thứ tự rối loạn. Dường như được tổ hợp lại mà không có quy tắc nào cả. Thực tế, ban đầu ý nghĩa của những cái khẩu quyết này không phải là điều trọng yếu, nhưng ngược lại những chữ này từng chữ một đều có chứa trong mình loại lực lượng đặc thù nào đó sau khi hàng lập lĩnh hội được hắn đã dung hợp thành công nó với thần thức cường đại của bản thân tạo ra thần thông mới tạm đặt tên là pháp ngôn thiên địa gió lên hàng lập quát khẽ một tiếng thì vù một tiếng trên thảo nguyên hoang vắng phong vân đột biến bầu trời vốn đang trong vác bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến ngưng tụ lại một chỗ che kín cả không gian sắc trời trở nên tối đen một trận cuồng phong gạo thét lao qua quét tan Thuốc động trên hoang nguyên các vạn mênh mông cuốn lên đất bay đá nhảy tán loạn đầy trời va và đập vào nhau tạo ra những âm thanh đinh tai nhức ốc chớp xuống mắt của hàng lập không đổi sắc tiếp tục quát trên trời cao mây đen luân chuyển tạo thành một vòng xoáy màu đen sâu thẳm sâu trong vòng xoáy có những âm thanh ù ù vang lên không ngừng điện quang màu xanh u ám chớp động liên tục một tiếng vang thật lớn một luồng lôi điện màu lam to như cái vải nước từ trên trời đánh xuống mặt đất từng tảng đá lớn bị đánh trúng lập tức vỡ nát mảnh vụn và khối bụi văng lên tung tóe ngay sau đó tiếng sấm liên miên không dứt từng đợt từng đợt lôi điện rơi xuống như mưa liên tiếp đánh xuống hủy diệt tất cả toàn mảnh thảo nguyên chỉ còn cảnh hoang tàn đá vụn vùng vãi khắp mặt đất ngoài mặt cháy đen phía trên còn có một tầng điện quang trải rộng lấp lóe điên cuồng trong không khí tràn ngập mùi cháy khác gây mũi hàng lập vẫn bình thản miệng tiếp tục nói Lông trời lỡ đất chỉ thoáng chốc phong vân cuồng loạn trời đất biến sắc một cổ lực lượng kinh khủng đến nghẹn lời quát ra bao phủ trọn vẹn mảnh thiên địa này hàng lập chợt cảm thấy choáng váng đầu óc có chút mê muội mở mắt ra đã thấy mây đen dày đặc sấm chớp cuồn cuộn dưới chân hắn ngẩng lên lại nhìn thấy một mảnh đại địa kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm ở trên đỉnh đầu nhìn gần còn thấy được từng khối nham thạch lộn xộn một tầng khối bụi mờ mịt bao phủ cả mặt đất xa xa là những ngọn núi cao cả ngàn trượng treo lơ lửng như thạch nhũ ngọn gần nhất chính là xích hà phong của hắn nhưng thật kỳ lạ mọi vật trở nên đảo ngược như vậy mà không có điểm nào cho thấy là sẽ rơi xuống cả ngay cả tầng khối bụi tràn ngập đại địa kia cũng không mảy may hạ xuống chút nào hàn lập nhìn khắp bốn phương suy nghĩ thật lâu trên mặt hiện lên nét tươi cười hai tay nhẹ nhàng vỗ trong nháy mắt, thiên địa đảo ngược trở lại, khối bụi tan đi, mây đen, lôi điện, cuồng phong, loạn thạch đều biến mất. Cả mảnh trời đất nhanh chóng trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mà lúc này phù văn trong mắt của Hàng Lập đã biến mất, con người một lần nữa phục hồi bình thường. Hiệu quả so với dự đoán còn mạnh hơn một chút nữa, sau này đối mặt với cường địch đó, lại có thêm khả năng chiến thắng rồi. Hàng Lập cười cười nói ra, thờ thông pháp ngôn thiên địa này, kỳ thực là một loại huyễn thuật cực kỳ lợi hại, nhưng lại không cần bất cứ pháp trận phụ trợ hoặc công pháp nào duy trì cả. Chỉ cần hắn dùng lực lượng thần thức bao trùm một khu vực, rồi đọc cho những lời chú ngôn như gió chuyển quay về, dời núi lấp bể, lông trời lở đất, liền có thể tùy thời theo ý niệm mà tạo ra một loạt ảo cảnh, vây hãm đối thủ ở trong đó. Nếu đối phương thần thức yếu hơn hàng lập, không có pháp bảo hoặc bí thuật đặc thù để bảo vệ bản thân, liền bị ảnh hưởng bởi thần thông này, nhưng mức độ ảnh hưởng nhiều ít sẽ khác nhau. Thử nghĩ nếu trong lúc đang giao chiến với một đối thủ có thực lực tương đương, đột nhiên dùng chú ngôn tạo ra một ảo cảnh làm đối phương bất ngờ, luống cuốn, lộ ra sơ hở, thì hậu quả là chết không thể nghi ngờ rồi. Sau thời gian khoảng một chén trà, Hàng Lập đã trở về đến nơi động phủ, hắn khoanh chân ngồi trong mật thất, trước mặt là một khối ngọc giản sắc tím. Phía trên được điêu khắc đường vân nhỏ nhắn tạo thành một đồ án tinh xảo đẹp đẽ kỳ lạ. Đây là vật mà hắn lấy được trong hộp ngọc của Bình Giao Tử nhưng vốn ở trên có cấm chế thần thức, nên cho đến tận giờ hắn vẫn chưa thể gỡ bỏ. Sở dĩ hôm nay hắn đem ra vì toàn bộ vòng đạo văn ở trên chân ngôn bảo luân đã khôi phục, có thể toàn lực sử dụng chân thực chi nhãn. Chân thực chi nhãn được duy trì bởi 108 vòng đạo văn, đến hôm nay khả năng nhìn xuyên huyễn thuật hay là phá hủy cấm chế thần thức đã đạt đến trạng thái kinh ngạc. Nếu mà đem ra so sánh, phải mạnh gấp mười mấy lần so với Minh Thanh Linh Nhãn, Hai tay của Hàn Lập kết pháp quyết, sau lưng âm thanh ông vang lên, kim quang chiếu sáng, chân ngôn bảo luân nhanh chóng xuất hiện. Theo từng trang chú ngữ mà hắn ngâm tụng, con mắt ở giữa chân ngôn bảo luân chậm rãi mở ra. Một luồng kim quang bao trùm lấy ngọc giảng màu tím. Đồ án khác ở phía trên ngọc giảng đột nhiên sáng ngời, tỏa ra kim sắc quang mang. Từ trên ngọc giảng, những cái phù văn màu vàng liên tiếp bay ra, chặn cái luồng sáng từ chân thực chi nhãn lại. Nhưng trước sức mạnh vượt trội của chân thực chi nhãn, từng quang mang tràn ngập phù văn lại giống như hư vô không thể ngăn trở cái luồng sáng chiếu xuống ngọc giản hàng lập không còn dùng mắt thường để nhìn nó nữa mà thông qua chân thực chi nhãn để quan sát chỉ thấy ở trên ngọc giản kim quang tràn đầy như gợn nước đồ án hình hoa kia lơ lửng trôi nổi phía trên hàng lập không nhìn thẳng vào nó mà nhìn cảnh tượng được phản chiếu phía dưới hình ảnh thấy được làm cho người ta nghĩ đến các vàng mệnh ống trải dài dưới đáy sông phía trên có từng dòng chữ kim triện văn giống như có người dùng tay vẽ lên vậy. Ánh mắt của Hàng Lập lướt qua, trong lòng vui mừng không thôi. Không khác với những suy đoán trước đây, văn tự được ghi trên các vàng kia chính là niềm mơ ước của hắn bấy lâu nay, đăng phương đạo đan. Lôi trị kim dịch, đồ linh hoa nhị, u dụ thảo, phù sinh quả, thiên tạo sâm. Hàng Lập đọc tên của từng loại linh tài linh thảo xa lạ này, kích động trong lòng lắng xuống, nhiệt tâm cũng giảm đi nhiều. Muốn tìm đủ những cái nguyên liệu này không đơn giản chút nào. Chỉ riêng tài liệu chính là lôi trì kim dịch, cũng không phải là loại thiên tài địa bảo bình thường. Trên chín tầng trời cao có loài thung lôi thú sinh sống, nó chuyên thung phệ lượng lớn cửu thiên chân lôi. Cứ như thế đến ít nhất 10 vạn năm sau thì trong cơ thể của thung lôi thú mới có tỷ lệ nhất định sản sinh ra cái loại linh dịch này. Cũng nhờ như thế mà trong lôi trì kim dịch mới có ẩn chứa chút lực lượng của lôi pháp tắc. Để tạo ra cái loại linh tài trên, cần phải có thời gian tích lũy dài mà còn phải dựa vào thiên địa tạo hóa nữa người luyện đan muốn có được nó thì mười phần vận khí chắc chắn vẫn chưa đủ hàng lập cũng đã đoán trước được mọi thứ không hề dễ dàng nên tình huống hiện tại không làm cho hắn nản chí ngược lại cái loại đan dược này cùng những nguyên liệu của phẩm chất như thế thì khi luyện ra chắc chắn không hề tầm thường hắn chăm chú nghiên cứu đan phương ghi khắc tất cả trong tâm khảm cho tới khi đọc đến cái dòng văn tự cuối cùng thì lông mày của hắn không tự nhủ mà nhảy lên, lộ ra vẻ bất ngờ ngoài ý muốn. Dòng văn tự có nội dung, đã là đạo đan, phụ dược làm cơ sở để xác định phẩm chất đan dược, chủ dược làm chất dẫn xác định thuộc tính đạo đan, không thay thế phụ dược thì phẩm chất không thay đổi, chủ dược thay đổi thì thuộc tính khác nhau. Không thay thế phụ dược thì phẩm chất đan dược không thay đổi, mà chủ dược thay đổi thì thuộc tính khác nhau sao? Hàng lập thấp giọng đọc cái câu văn này trong lòng có chút giật mình thì ra với đan phương đạo đan nếu giữ nguyên các loại phụ dược và thay đổi tài liệu chính ẩn chứa lực lượng pháp tắc thì sẽ thay đổi được thuộc tính pháp tắc của đan dược nói một cách đơn giản hơn nếu với đan phương hán đang có trong tay thay thế lôi trị kim dịch bằng một loại linh tài có chứa pháp tắc thủy thuộc tính loại trọng thủy thì có thể luyện chế ra đạo đan trọng thủy thuộc tính còn nếu thay thế thành tinh hạt có chứa lực lượng thời gian pháp tắc thì đương nhiên cũng sẽ luyện chế ra thời gian đạo đan rồi nhưng phía sau cái dòng văn tự kia cũng có nhắc nhở mỗi loại đang dược được đề xuất cũng đã có cân nhắc nhất định nếu thay đổi chủ tài liệu thì tất nhiên cũng có cơ hội luyện chế ra đạo đan nhưng tỷ lệ sẽ khác biệt rất nhiều đối với việc này hàng lập lại không quá quan tâm lâu này hắn luôn muốn thông qua chân ngôn bảo luân để lĩnh ngộ thời gian pháp tắc nhưng mãi vẫn chưa tìm ra đầu mối gì bây giờ biết được đan phương này có thể giúp cho hắn luyện chế ra thời gian đạo đan như vậy cũng là đã đủ rồi hàng lập cố gắng kiềm chế niềm vui sướng ở trong lòng thu hồi chân ngôn bảo luân rồi cất kỹ cái miếng ngọc sau đó lượt tay lấy ra tấm mặt nạ đầu trâu màu xanh đeo lên mặt linh dược ghi chép trên đan phương loại nào cũng là trân phẩm thế gian hiếm có khó tìm muốn thu thập đầy đủ không phải là chuyện ngày một ngày hai là làm được đầu tiên là hắn muốn thử vận may tìm kiếm ở trong vô thượng minh nếu có được thì tốt nhất còn không thì đành phải đặt ra cái nhiệm vụ tìm kiếm rồi từ từ tính tiếp linh thạch trên người của hắn đã không còn mấy tiên nguyên thạch vẫn còn nhưng số lượng cũng không nhiều cho nên đối với những loại linh dược này hắn yêu cầu rất thấp chỉ cần đúng chủng loại, cho dù là hạt giống hắn cũng nguyện ý thu mua. Một đoàn thanh quang sáng lên, trên vách tường hiện ra một trận bàn to lớn. Ánh mắt của hàng lập chăm chú nhìn lên cái cục các loại vật phẩm, bắt đầu tìm kiếm. Mấy ngày sau ở trong linh dược viên ở động phủ đã có thêm mấy loại linh dược, hầu hết đều là mầm non, chưa tới 10 năm tuổi. Cá biệt là có hai loại chỉ là hạt giống còn chưa nảy mầm nữa. Nửa ngày sau, bên trong mật thất kim quang đầy phòng. Hàng Lập không ngồi xếp bằng mà có chút khẩn trương đứng thẳng bên cạnh bộ đoàn. Sau lưng của hắn, chân ngôn bảo luân đang nhanh chóng xoay tròn, hào quang mãnh liệt. Con mắt dọc màu vàng kim thình lình mở ra, phóng ra một mảnh kim sắc quang mang về phía trước. Hôm nay nếu như phát hiện thời gian đạo văn trên bảo luân có thể khôi phục, hắn tự nhiên sẽ nghĩ đến những chuyện liên quan đến tăng nhân tay to thấy trong quang bích ngày trước. Tuy lần trước mình trộm đạo, tựa hồ bị đối phương phát hiện ra rồi, nhưng, Nhưng dù đối phương thần thông quảng đại, ai, chắc, chắc cũng không cách nào trực tiếp, tiếp xuyên, xuyên thấu của hình ảnh, hình ảnh để đi tìm gây tiền toái cho mình, mình đâu. Hàng lập nghĩ tới đây, hít sâu một hơi, lấy cái tiểu bình màu xanh để trong ngực ra, đặt nó ở giữa kim quang. Kết quả tiểu bình màu xanh sẫm mới vừa va chạm vào kim quang thì lập tức từ từ bay lên, ở giữa không trung nở rộ ra lục quang chói mắt, một cổ mang lực vô hình lập tức từ trong tuôn ra. Hàng lập lúc này đã sớm chuẩn bị, hai tay giao trước người, thân thể dịch chuyển về phía sau hơn một trượng mới dừng lại. Trên chân ngôn bảo luân sau lưng, hào quang 108 đoàn thời gian đạo văn tỏa sáng, lần nữa rời lưng của hắn, bay đến gần trưởng thiên bình, tỏa sáng như mặt trời. Chỉ chốc lát sau, ở giữa chân thực chi nhãn kim quang bay vụt ra, tiểu bình màu xanh tuôn ra cục sáng lục sắc, trực tiếp xé rách hư không thành một đường. Theo đó một mảnh tinh quang từ hư không chảy ra, bên trong mật thất rất nhanh xuất hiện một quang bích ống ánh, vắt ngang trước mặt của hàng lập. Cảnh tượng trong quang bích thập phần mơ hồ, cũng không có chút thanh âm nào truyền ra cả. Nhưng Hàng Lập đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, tự nhiên không lo lắng chút nào, lặng lặng chờ thời gian đạo văn ở trên chân luân từng đoàn ảm đạm xuống. Hình ảnh nhìn thấy càng ngày càng rõ, hô hấp của Hàng Lập cũng dồn dập lên vài phần. Mấy hơi thở sau, ánh mắt của Hàng Lập nhìn về phía quan Bích lập tức ngẩn người. Bởi vì lần này bên trong quan Bích hiện ra hình ảnh khác trước rất lớn. Chỉ thấy trong tầm mắt xuất hiện ánh sáng màu đỏ cuồn cuộn, bên trong là một thế giới núi lửa trải rộng cực lớn, bầu trời nơi đó đen sì như mực mây đen che kín nửa phiến thiên không bên trong tầng mây mơ hồ có ánh sáng màu đỏ như máu chớp động phía dưới từng tòa núi lửa vạn trượng đang phun trào chỗ miệng hỏa sơn tuôn ra cuồn cuộn khói đen nồng đậm như chạm đến tầng mây nham thạch màu đỏ tươi nóng bỏng chảy ra từ chỗ sơn khẩu phun ra ngoài tụ tập thành dòng sông nham thạch dài hơn trăm trượng từ bốn phương tám hướng chảy xuống dưới tụ hợp thành một hồ nham thạch nóng chảy to lớn từ trong quan bích truyền ra oanh long long tiếng vang cực lớn cả vùng đất đều đang kịch liệt phập phồng một khe rảnh cực lớn dài hơn ngàn trượng như mạng nhện phân bố dày đặc không ngừng khuất trương phân cách chia năm xẻ bảy đại địa vô số dị thú màu đỏ hình dạng như con dung nhưng tráng kiện vô cùng bị văng tung tóe khi đại địa lật lại bọn chúng điên cuồng không ngừng móc động bùn đất ý đồ muốn một lần nữa chui vào trong đó thân thể của bọn chúng dây dưa đang vào lẫn nhau toàn bộ điên cuồng chuyển động nhưng lại bị nham thạch nứt toát ra không ngừng đè ép nhau nhau đứt gãy thành vô số đoạn những dị thú này tựa hồ sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy dù cho thân thể đứt gãy vẫn ương ngạnh dãy dụa tìm cách chui vào bụng đất nhưng mà dòng sông nham thạch sớm đã chảy tới chảy vào trong khe nước bao phủ toàn bộ những dị thú này khiến cho chúng bị hòa tan tan thành mây khói hàng lập đứng ở tại chỗ nhìn xem cảnh tượng thế giới mang hoang tận diệt trong lòng rung động không thôi, hai tay siết chặt lại, bất tri bất giác đã thấm đầy mồ hôi. Vào lúc này, phốc, một tiếng vang đột nhiên truyền đến, một đoàn thời gian đạo văn ở trên bảo luân chợt nhảy dựng, rồi nhanh chóng ảm đạm, biến thành màu sắc u tối. Một thời gian sau, ước chừng hơn phân nửa đạo văn đã ảm đạm, không còn sáng nữa. Hàng lập lập tức khôi phục tinh thần, nhớ tới mục đích mở ra quan bích lần này. Nhưng mà lần này bên trong quan bích lại xuất hiện thế giới hoàn toàn khác biệt lúc trước ngược lại làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Nếu đã như vậy, vậy thì trước khoát thử, thử, thử nhìn một, một chút. chút. Hàng lập trong lòng nghĩ như vậy, đưa tay vỗ cái túi linh thú bên hông. Thành quang lóe lên, hư không xuất hiện một đầu liệt vẫn yêu lăng. Con thú này mới vừa xuất hiện, ánh sáng màu xanh trên thân lập tức lóe lên, tính bỏ chạy. Hàng lập thò tay ra, túm lấy một miếng da lông trên cổ, ném nhẹ về hướng quang bích. Yêu lang điên cuồng vặn vẹo thân hình, nhưng thân bất do kỹ, đụng vào trên quang bích, hào quang chớp động như là lọt vào cái tầng bích chứng vô hình, xuyên thấu qua rồi rơi xuống. Nó vừa rơi xuống đất, lập tức xoay người một cái, thân thể hồi phục nhìn về phía của Hàng Lập bên này, nhe răng gầm nhẹ. Quả, quả nhiên là, là có thể. thể. Hàng Lập thấy như thế trong lòng vui vẻ, quang bích này quả nhiên có thể xuyên qua. Nhưng mà một cái chớp mắt tiếp theo, hắn phát hiện ra yêu lan kia thân da lông bắt đầu từ xanh đen chuyển thành màu xám trắng, đôi mắt sáng cũng ảm đạm thật nhanh. Sau mấy hơi, tuổi thọ yêu lan phản phước như già hơn gần nghìn tuổi ngay sau đó da thịt yêu lan toàn bộ hữu hóa lộ ra một bộ khung xương màu trắng hoàn chỉnh tiếp theo lại biến thành tro tàn bị gió cuốn đến liền tan biến không còn dấu tích phốc một tiếng lại vang lên trên chân ngôn bảo luân lại có một đoàn thời gian đạo văn mờ đi lần này hàng lập không nhìn chân ngôn bảo luân mà nhìn qua nơi thân thể yêu lan biến mất rơi vào trầm tư sau một lát cổ tay của hắn rung lên trong lòng bàn tay liền nhiều ra một thủy hoa kính có hai màu xanh hồng lớn cỡ lòng bàn tay kính này phẩm cấp không cao chỉ là một kiện pháp khí cấp thấp thôi có thể phóng thích ra sóng nước và hỏa diễm uy năng công kích tuy thấp nhưng hắn cũng không có bán đi ngày chính hắn cũng không nhớ nổi là có được khi nào nữa bàn tay của hắn nhấc lên ném nhẹ thủy hỏa kính kia liền bay một đường cong rơi xuống quan bích giống như đầu yêu lan kia thủy hỏa kính cũng không chịu chút trở ngại nào ngay khi chạm đến quan bích hào quang lóe lên liền xuyên qua bên kia. Hàng lập hai mắt ngưng tụ lại, trong mắt sáng lên làm sắc quang mang, minh thanh linh nhãn bắt đầu vận chuyển. Hàng muốn thấy rõ vật sau khi xuyên qua quang bích cuối cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy thủy hỏa kính vừa xuyên qua bên kia, chưa kịp rơi xuống đất, thì mặt ngoài lập tức hiện lên hào quang hai màu xanh hồng mãnh liệt, phản phức như có người thúc dục sắp sửa tuôn ra sóng nước và lửa. Nhưng sau một cái chớp mắt, chợt nghe phanh một tiếng vang nhỏ, hào quang ở trên thủy hỏa kính kịch liệt lóe lên, trực tiếp nổ tét ra. Điều làm cho Hàng Lập cảm thấy kinh dị vạn phần là cái mảnh vỡ nổ bể ra từ thủy hỏa kính không biến thành cặn bã, mà hóa thành một đoàn sương mù màu sắc rực rỡ từ chỗ nổ tung bốc lên. Rất nhanh co rút, ngưng tụ lại thành hơn 10 loại tài liệu khoáng thạch màu sắc khác nhau rơi xuống đất. Những tài liệu này Hàng Lập không xa lạ gì. Trong số đó, lượng nhiều nhất có hai loại. Một loại màu lửa đỏ là diễm linh thạch, một loại khác màu xanh, u sắc là nguyên thủy thạch. Hai loại khoáng thạch này đúng là tài liệu chính luyện chế ra thủy hỏa kính, mà các tài liệu khác đều là tài liệu phụ trợ luyện chế cái bảo vật này. Trở lại như cũ, thành linh tài, tài luyện chế, chế rồi. Hàng lập đôi mắt sáng người kinh ngạc tán thán. Vừa dứt lời, những linh tài khoáng thạch đã phân giải ra nhanh chóng trong suốt hư hóa giữa không trung, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng lúc đó ở trên chân ngôn bảo luân không sai biệt lắm, có hơn phân nửa đạo văn trở nên ảm đạm không còn ánh sáng. Sau đó hắn lại thử lấy linh thạch, thậm chí là tiên nguyên thạch. Những vật này đều ném vào quan bích kia, nhưng chỉ thấy những vật này sau khi hạ xuống rất nhanh hóa thành một thể với mặt đất. Tiếp theo mất hết linh lực, đồng hóa cùng đại địa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thời gian trôi qua, thời gian đạo văn ở trên chân ngôn bảo luân tốc độ ảm đạm càng lúc càng nhanh. Ở giữa không trung không ngừng có tiếng phốc phốc vang lên lông mày của hàng lập nhíu chặt nhìn quan bích trước mặt và thế giới tận diệt phía sau đột nhiên bàn tay khẽ chuyển thình linh lấy ra một cái thanh trường kiếm màu xanh nắm ở trong tay hắn thoáng lui về phía sau một bước trường kiếm trong tay bỗng nhiên giơ lên cao chém một cái về phía quan bích chỉ nghe một tiếng như rồng ngâm vang lên trường kiếm màu xanh sáng lên một đạo kiếm quang trong trẻo như nước mùa thu từ trên kiếm bay ra chém về hướng quan bích sau khi vùng kiếm hàng lập cũng không thu tay lại mà hai đầu gối hơi cong một tay đưa ngang kiếm ở phía trước, làm ra tư thế đón đỡ, một tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay mơ hồ có lôi điện kim sắc nổi lên, tập trung phòng bị khả năng phát sinh biến cố. Thanh âm như tiếng gió thổi nhẹ lướt qua, đạo kiếm quang kia lập tức rơi vào trên quan bích. Không như tưởng tượng của hắn là quan bích sẽ văng tung tóe cùng kiếm quang bắn ra bốn phía, càng không có quan bích sụp đổ, sau đó không gian sẽ bị nghiền nát. Chỉ có một tiếng gió vang lên, mặt ngoài quang bích một hồi sóng nhỏ nhộn nhạo, đạo kiếm quang kia liền trong nháy mắt biến thành vô hình. Mặt ngoài quang bích khôi phục lại bình tĩnh trong nháy mắt, kim luân ở trên đỉnh đầu của hàng lập lóe lên một đoàn đạo văn cuối cùng, sau đó ảm đạm xuống. Một đạo ánh sáng sáng lên từ quang bích. Phanh! Một thanh âm vang lên. Quang bích trước mặt liền tán loạn, hóa thành từng điểm ánh sáng tiêu tán ra. Vết nước không gian cũng theo đó được lấp đầy. Chân ngôn bảo luân không còn hào quang thời gian đạo văn nên mờ đi vài phần, chậm rãi bay vào trong cơ thể của Hàng Lập, biến mất không thấy nữa. Trưởng Thiên Bình treo ở giữa không trung, hào quang cũng thu vào, co lại thành bộ dạng ban đầu, từ trong không trung rơi xuống. Hàng Lập đưa tay bắt lấy, buộc lại treo ở trên cổ, giấu vào trong áo. Lúc này hắn đang ở trong mật thất, triệt để khôi phục bình tĩnh. Hàng Lập khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên đan dược vàng ống nuốt vào, nhắm mắt điều tức. Vừa rồi duy trì chân ngôn bảo luân cùng chân thực chi nhãn, đã hao phí phần lớn tiên linh lực làm cho cơ thể của hắn cảm thấy có chút khốn cùng bất quá so sánh với cái bộ dạng chật vật lần trước thì tự nhiên tốt hơn gấp trăm lần sau một hồi hàng lập mở mắt ra cười khổ một tiếng tự an ủi mình xem ra cái sự tình quan bích giống như lần trước á, cuối cùng là bằng vào cơ duyên may mắn thôi có được một lần á, chưa chắc có lần thứ hai <laughs> mà thôi vậy kế tiếp á, nên an tâm thu thập linh dược luyện đan đi tiếp tục tăng tiến tu di, khôi phục đạo văn cái đó Vừa dứt lời, hắn đứng dậy rời khỏi mật thức, đi ra ngoài động phủ. Hết tập 64. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lachsadio.